Vâng, trận bản lề có Per. Bên kia có Cataphonesian Iahit. Cataphonesian Iahit, vâng, quần vẫn tươi. Trong đó bên này có một Persian của Dũng Con. Hồng Anh cầm Egypt. Tôm cầm Roman. Cuối cùng là Vô Thượng. Ôi rồi ôi, tưởng là sáng cho Son thì. Vâng, thì cho Son cân Kata vậy. Roman cân Nia. Per cân đến một cái gì đó. Vậy Egypt cân Mehiti. Vậy thì Per cân Phổ. Roman cân Phổ. Per cân Nia. Vâng, chúng ta hãy cùng xem Dũng Con có một trận cầm Persian như thế nào. Chúng tôi bắt đầu đuối dần rồi. Hồng Anh sẽ là người có trọng trách cầm Egypt. Cân bản đồ giống những gì anh làm ở trận AC chung kết xây trước. Đây là Hồng Anh, 12 giờ xem có kẹp xăm không nhá. Khả năng là thấp nhưng vẫn cứ phải xem. Nếu biết thế nào cái nó kẹp thật đấy. Đến với Tiểu Bạch Long, Bạch Hiêu đang được đưa về. Bãi quả phụ thành con Dũng Con. Đừng lỗ một con hiều rồi, hơi đáng tiếc cho Dũng Con. Hiều là vốn là hiều 4. Tôm là người cầm Roman. Ui. Vậy đây là 7 hiêu 6, 2 sư tử dồn 2 hiêu của Dũng Con ra góc bản đồ rồi. Còn hiêu 4 luôn. Dũng Con phi lỗ một con, còn hiêu 3. Đây rồi, một voi. Câu luôn, không nghĩ ngợi. Vâng, một tiếng hơi đen của Dũng Con khi để chết con nông dân này. Hình như còn một con hiêu nữa thì phải. Đúng rồi, còn một con hiêu nữa lấp sau cái cây gỗ. Đấy, hôm nay rõ ràng thấy là hiêu 5. Tôm ăn nó lên đấy ông đời. Hai hiêu hai quả đây ông ạ. Đừng phá bầy hiêu này của chúng con nhé. Sao con không ăn bầy hiêu ở trên sát mép bản đồ kia anh kìa. À. À đây nhỉ. Ừ đúng rồi đúng rồi. Em tưởng định em là bầy hiêu này là đủ luôn. Chắc chả đủ đâu nhỉ. Tôi cùng xem các nhà bên phía của team Thái Bình xem làm sao. Hồng Anh 27 dân đang câu voi, điên cuồng câu voi. Bài lên muộn của Hồng Anh. Vâng, tôm dâng lờ rất cao và gặp, nghe nói báo tin gặp màu 2 của Phonesian. Và đã cắm lờ ngay sát rồi. Van lớp nhảy điểm.
Và lớp là người cầm Catharian. Cùng chờ đợi cái BL thứ hai chăng. Vâng, hai đánh cung. Một con tê thủ. Bãi quả ăn hoang. Vâng, như lại một trận nữa cầm phơ của Dũng Con mà lại không thấy vàng. Lại phải sang đồng đội để ăn vàng. Mất rất nhiều thời gian. Màu 3 là người ở đầu cánh. Trong khi đó Tôm chỉ ôm nhà Phonesian. Vâng, Tôm đang có một tơn lọt vào nhà phô. Tơn phải e rồi nhưng mà không xây của game thủ màu 2. Vâng, rất nhiều dân phải ôm chạy trong tơn này rồi. Trên 28 của game thủ Tôm đang bị nhốt những con chém ở trong này. Thực ra là có đường ra rồi, chưa có thể công được. Trong khi Tiểu Bạch Long thì đang cố gắng ôm nhà màu 3 IA. Màu 3 là IA. Một lần nữa Tiểu Bạch Long lên đời tương đối ổn nhưng mà lại không có vàng. Anh không để ý tìm vàng. Vậy là tương đối tù. Có phù thủy. Mất một con lạc đà rồi. Hết gỗ. Vẫn kịp chọc chết con phù thủy này nhưng mất giò luôn. Ai có cung đờ đẩy chéo màu 3 IA một tơn nào. Góc 6 giờ luôn. Vâng, Dũng Con chết hết đạo dân ăn hoang của mình rồi. Dũng Con sang đi phô cùng Tôm không? Đây là Tôm tham 26. Dũng Con sang đi liệu chết không em? Dũng Con có khoảng 7-8 con lạc đà đấy. Chết đấy anh Dũng ơi, để sang luôn đi. Vào luôn. Để Tôm. Địt mẹ lắm dần thế. Chết rồi. Vâng, một bắn màu 3 ở góc 6 giờ mà em. Đây là Hồng Anh tham 55 trên 68. Lao vào bắn phù của màu 3. Là ổn. Dân, vâng, chạy dân rồi. Tôm để ý. Dồn dân của màu 3. Hồng Anh bo kín nhà vào. Đừng để có những tên bị móc máy. C
67/88. Còn nhà ai nữa nào? Nhìn nhà vô tường để xem biết còn nhà ai nữa. Vâng, còn nhà màu 4. Màu 4 chui hốc của Hoàng Mai Nhi. Tham Lai đang đè một chút xíu cho bên Thái Bình. Trận 2 của C6 tỷ số đang là 1-0. Xin lỗi bạn, C6 đang là 1, đang là 1 đều. Trở lại màn hình máy của Hồng Anh. Thao Hồng Anh là 72. Nâng đầu máu đi em. Em đứng hẳn ra ngoài mà thủ. Bo cho đằng này vào đi. Có bản đồ bây giờ nâng đầu máu rồi. Bà vẫn còn này, vẫn còn này, vẫn còn chạy dân ở đâu ấy. Nó chạy được dân mà lúc em dồn thì làm sao dồn hết được. Màu 1 thế nào rồi vô tường? Màu 1 thế nào rồi? Vâng, tham 22 của vô tường. 1 vẫn còn những khoanh ruộng ở khu vực sát mép. Tiểu Bạch Long tham 18. Lạc đà đi dò địa thế nhà màu 4 đi. Tham 2 Hồng Anh to nhất trên bản đồ. Tôm vẫn đang còn 23. Em cứ nâng cấp công nghệ là ăn mà. Chúng ta trở lại mấy người chủ lực Hồng Anh. Đây rồi. Màu 1 đang lao vào. Vẫn hở. Hơi đang tiếc cho Hồng Anh trong tuần này. Vâng, các đồng đội bơm rất nhiệt tình cho Hồng Anh. Vâng, một tơn màu 3 vào. Xong đầu máu chưa? Xong rồi, lên đầu máu xong hết rồi. Rồi, thủ chắc nhà xong. Tham Lai 101/152 cho các vâng cho game thủ Hoàng Anh. Những trận gặp cung của Hoàng Anh hôm nay thực sự nó quá kinh điển. Thực sự nó không kinh dị như ngày xưa mà tôi xem He He. Mà nó thực sự nó hoàn hảo quá. Nhắc đến He He. Bo E 2 lớp. Chăm anh điều. Con 4 nó thủ nhà em nhá. Nó vừa nó thủ gặp cung nhà. Cứ E 2 lớp mà chơi. Thôi những cái cánh rừng thì để ấy đi. Những cánh rừng này thì để bo nhà đi em. Những cái rừng dừa. Rừng dừa để bo nhà đi. Bung hẳn ra ngoài mà ăn rừng đi em. Lên 12 giờ mà ăn. Có ai quản em quản em đâu. Lên 12 giờ mà ăn thôi. Vâng, tham lại 130 của ông Anh. Vâng, đây là những con lạc đà của game thủ màu 1. Về lớp. Đây rồi, gặp nhau. Màu 4 quân đang ở nhà đỏ nhá. Màu 4 đẩy. Và màu 2 cũng đẩy. Có cả màu 1 nhưng mà chơi hết luôn. Đầu máu giáp 4 rồi. Hình như đi ốp em đấy. Tham Lai 153/184 và bắt đầu ốp bằng 3 kích cung R để nơi chỗ với Hitty.
Vâng, màu 1 đã lao về cứu. Từ từ là anh ơi. Vâng, cả màu 1 cũng đang về đây để cứu cho Hoàng Anh Nhị. Màn đấu quân mà không biết ai là người thắng, ai là người thua. Nhưng màu 4 đang dàn quân đẹp hơn so với màu 6. Tranh thủ lúc này thì màu 3 đang lọt vào nhà của Hồng Anh. Vâng, thêm một kích cung nữa được đẩy lên. Màu 3 là IA, rất nguy hiểm. Vâng, màu 3 là IA. Bắt hết những con chém này. Vâng, pha ốc quân vừa rồi không ổn lắm. Đây là 12. Tôm tham 28. Vô thường tham cũng chỉ là 19. Một mình Hồng Anh chống mafia rồi. Bên kia có những nhà vẫn đang phát triển. Không thấy tạt một tơn sang màu 2, màu 3 thì họ sẽ lại hồi nhanh lắm. Phô và IA mà. Soi tham của anh ấy nào. Tôm soi tham để anh đọc cho. Ôi, bốn ngang nhau em ơi, không vấn đề gì đâu. Em ơi, bo nhà cẩn thận nhé, ai để ý bản đồ con cho nó. Bản đồ con Hồng Anh ơi, màu 3 đục sát mét tường. Em đứng yên ở chỗ nhà. Vâng, bây giờ thì cung Erip sẽ lao lên. Lợi thế thì vẫn là có lửa và bắn chặn trước. Sau ba đấu quân vừa rồi thì Hồng Anh đang to hơn game thủ màu 4 tương đối nhiều, tức là Hoàng Mai Nhi. Thế nhưng rõ ràng hot sẽ là khác biệt so với cung giờ nhiều lắm. Đang đảo lấy cung giờ lửa để chơi với hot của Hitty, tương đối phiêu lưu. Có chém của ba cứu. Cần phải lên giáp 6 không? Có lẽ là không. Bắn tất luôn, có cung rờ của nó 2 sang cứu. Đây là chết cái tội can, bỏ nơi trồ có được không? Vâng, nhiều khi là chết cái tội can. 106 máu. Có lửa và có bắn chặn. Em ơi, nâng cái tầm xa 3 lên. Ở chưa, bên chặn có 3 kìa. Nâng tầm xa 3 đi em ơi. Tham 118.
Mậu Ba mang khoảng 20 con chém sang cứu ông Tơn này. Vâng, Hot đang bắn chùa. Tham còn 107. Vẫn chỉ là tầm xa 2. Phải con Hot thôi. Tham lại 98. Hồng Anh chỉ việc đứng A để bắn Hot thôi. Màu 3 sang cứu là tương đối đông. Một tuần cứu không biết màu 1 là cùng quân đâu hết cả rồi. Kích trượt rồi. Vâng, thắng rồi. Vâng, lại một trận thi đấu rất hay của Hồng Anh. Lên 4 bằng nhau nhưng cung giờ lửa đã thắng Hot. Rất hay. Chúng ta sẽ đến với trận thi đấu tiếp theo. Tỷ số là 2-1 C6 dành cho Thái Bình. Màu 3 cả màu 2 là ba ia hai phô kinh vãi.